Rồi có tin vui anh chị ơi. Ngày hôm nay là ngày 5 tháng 4 thì mình có gặp chú Ngọc cùng với em Vũ để hỏi thăm những cái thông tin mới nhất liên quan về cái sự việc của em Vũ, chàng trai U20 đòi nhà nha mọi người. Thì mình mời mọi người nghe hết toàn bộ cái nội dung của thông tin ngày hôm nay ạ. Thì hôm nay nghe nói là anh Ngọc cũng như là em Vũ lên công an phường phải không ạ? Đúng rồi em. Thì trước khi trò chuyện những cái vấn đề liên quan thì nhờ anh Ngọc với Vũ có thể chia sẻ là hôm nay bọn em thấy có một cái bài báo khi mà họ chia sẻ về cái vấn đề Vũ, cái nỗi khổ của Vũ khi mà không thể vào căn nhà của mình. Thì anh Ngọc có biết cái câu chuyện này và từ báo công an thành phố Hồ Chí Minh không anh? Thì anh cũng biết khi mà báo lên bài thì báo về đã phỏng vấn cháu, đã hỏi và báo cũng thông qua bên chính quyền địa phương rồi. À, anh nói to thì em. Khi báo lên thì là tất cả những nội dung này thì anh đã biết được, mà hôm nay anh đọc tờ báo thì nó cũng đúng theo cái nguyện vọng của mình. Cái nguyện vọng của anh là anh bây giờ anh muốn tìm lại căn nhà đó là ông nội để lại cho cháu, thì có nghĩa là bên chính quyền địa phương làm sao lấy lại căn nhà trả lại cho cháu. Đó, thì cái nguyện vọng của anh đang làm như vậy. Khi mà các cơ quan báo chí đến phỏng vấn Vũ thì họ có xác minh cái giấy tờ của anh? Có em ạ, tất cả các giấy tờ của cháu thì là anh photo hết thành từng bản một và công chứng khi mà báo chí hoặc là chính quyền địa phương đưa anh đưa đơn thì anh cũng hoàn toàn là đưa theo cái báo chí, cái giấy tờ đó cho báo chí người ta kiểm tra. Họ đều xác minh những cái đó họ mới lên bài. Đúng rồi. Vũ cho mọi người hỏi một chút em. Khi mà trong cái quá trình đấy thì họ có yêu cầu, các cơ quan báo chí có yêu cầu em xuất trình những cái giấy tờ để mà trước khi lên bài không? Dạ có, họ yêu cầu em xuất giấy tờ như vậy là văn bản phân chia và di chúc của ông nội để lại em, xong với lại bản đồ hiện trạng đất hiện tại với lại quyết định cấp số nhà, nói chung là tất cả những giấy tờ có liên quan tới căn nhà. Vậy khi em làm việc với báo chí từ bao giờ? Khi mà dù như từ xưa giờ là cái báo chí này nè, giờ là mới lên bài là người ta đã gặp em riêng hay sao? Người ta xin phép em là để phỏng vấn rồi để cập nhật những cái thông tin nào chính xác để cho đưa lên để cho cộng đồng mạng để biết để giúp đỡ cho em. Dạ đúng rồi, đúng rồi, dạ đúng. Là cảm ơn các bác là báo cũng đã gặp em Vũ trực tiếp, cũng đã hỗ trợ về công an thành phố Hồ Chí Minh với cô chú anh chị. Thì theo một cái thông tin ngày hôm nay thì anh Ngọc cũng đã lên địa phương phường Hiệp Thành quận 12 để làm những thủ tục nào cần thiết để trình bày cho cơ quan chức năng để sớm lấy lại ngôi nhà cho em Vũ. Thì sáng giờ là những cái thủ tục gì mà anh Ngọc đã đưa lên cho cơ quan chức năng phường Hiệp Thành quận 12 anh Ngọc? Sáng nay thì anh với cháu là lên để cho cháu vào nộp lá đơn mà tố cáo người xâm phạm bất hợp pháp với căn nhà của mình. Đó là sáng nay thì là cháu vào làm việc bên đó, còn anh thì ra bên phường để mà làm cái giấy tờ nộp thuế đất cho cháu. Từ ngày mẹ cháu mất là 5 năm về đây là chưa có đóng, thì là anh sẽ làm một cái thủ tục đó để đóng thuế đất cho mẹ cho cháu. Nghe nói là hôm nay là anh đi lên đóng thuế đất, cái ngôi nhà này, cái ngôi đất này. Đúng rồi em. Cái đó là rất là hay với cô chú anh chị. Tại vì em Vũ hiện tại bây giờ mà đóng được cái thuế đất đó là chỉ người là thuộc quyền sở hữu mới đóng được cái thuế, đúng không anh? Phải. Và có một số nhân chứng hôm nay đều lên phường với anh đâu, đúng không anh Ngọc? Nhân chứng lên phường thì là không, hôm nay anh lên trên phường là chỉ có anh và con anh là mang đơn lên để nộp cho phường, và trong phường thì cũng lấy lại những cái lời khai của cháu, rồi giờ làm cái mặt hành trình là như thế nào, rồi phường hẹn về khi nào phường sẽ liên lạc với mình sau. Trở lại với cái vấn đề mà anh nói rằng là hôm nay anh cũng đi đóng cái giấy tờ liên quan đến cái thuế trong vòng 5 năm trở lại đây của chị Diễm á. Đúng rồi. Thì anh có thể tiết lộ là cái số tiền thuế đấy tổng là bao nhiêu không? Nó gần 3 triệu anh ạ. Gần 3 triệu. Vậy thì là giống như bạn vừa rồi bạn ấy hỏi đó, chủ nhà mới là người xác nhận cái đó, và anh có biên lai của cái đấy không anh? Có em. Bây giờ anh có giữ đấy không ạ? Không, bây giờ buổi sáng hôm nay thì anh làm tất cả thủ tục, nhưng mà em hẹn là đầu giờ chiều nay thì mới đến là cầm tiền lên đóng thuế và em ra biên lai đầu giờ chiều nay. Vậy là bên cơ quan chức năng nó cũng đã, bên thuế đất nó cũng đã rà soát ra cái tên của chủ sở hữu ngôi nhà này là ai, đúng không? mới có số tiền tổng là số tiền nơi đó thì 1 năm hay là thế 5 năm. Cái đó là mình đóng 5 năm em, bởi vì lúc đó em Vũ thì đang làm việc bên công an, thì anh vào bên này thì là nếu mà đóng thuế là vẫn phải mang tên mẹ của Vũ, cho nên là Vũ phải đứng ra Vũ ký tên chứ anh không thể thay được, nên bắt buổi chiều lại phải quay lại một lần nữa. Bây giờ cái cộng đồng mạng nó đang quan tâm nhất hiện tại bây giờ, tất cả cô chú ông bà của bác ở trong ngoài nước đang quan tâm nhất là giấy tờ đã hợp lệ và đã đưa lên đến phường Hiệp Thành. Nên là nhưng mà bên cơ quan chức năng nó đã có thông báo gì cụ thể chính xác nhất để cho hai cha con không? Hơn 1 tháng qua, gần 2 tháng trời rồi thì là anh chủ yếu là anh hoàn tất cái hợp thức hóa cái nhà đất đó, nhưng mà cái khu đó là khu nhà chung rồi, lô chung của công ty rồi, chưa tách thửa được. Cái gói di chúc mà mình đã mở rồi, bây giờ anh ra phòng công chứng thì công chứng cũng nói là bây giờ đã mở gói di chúc rồi, là có nghĩa là cháu chưa thể đứng tên ngay được qua cái này. Khi nào địa phương mình có cái chính sách để mà làm ra sổ hồng sổ đỏ thì lúc đó cháu cầm tất cả cái giấy tờ này lên là cháu đứng tên là sổ hồng sổ đỏ, là bởi vì tất cả cái này của cháu đã hợp lệ và đã đầy đủ. Đến ngày hôm nay là cháu vẫn thuộc quyền sở hữu của cháu rồi. Vũ em cảm thế nào, khi mà hôm nay lên cơ quan chức năng làm việc với những cái dữ liệu cũng như là giấy tờ mà em đã cầm trong tay, em có tự tin là em sẽ khẳng định mình là chủ nhà trong cái câu chuyện này không? Dạ có, là sau khi mà nó là đưa lên tới báo chí rồi đã can thiệp vào thì bắt đầu bên phường em cảm thấy như họ cũng đang đẩy nhanh tiến trình để họ giải quyết cho mình. Cái đó rất là hay, em có thể chia sẻ tiếp được không? Em nói là bên phía phường họ cũng đang đẩy nhanh cái tiến trình, từ đâu mà em cảm nhận như vậy? Dạ, hôm nay là cũng là kêu em là yêu cầu làm tường trình, là nêu rõ nói chung là nội dung là khi từ trước khi mà em vô trường á, cho tới khi mà em vô trường xong em về đây là tình hình của em như thế nào, rồi căn nhà tại sao bây giờ có không ở, là yêu cầu em là trình bày hết để người ta sẽ dựa theo đơn đó người ta xin ý kiến của lãnh đạo người ta giải quyết. Ồ, hay quá, đấy là cái mọi người sẽ gặp mặt. Vậy thì nếu mà mình dựa vào những cái câu chuyện này thì những cái vấn đề mà em chia sẻ thì có thể là bên công an phường họ sẽ làm việc chứ chưa cần đến phải tòa án. Nếu như vậy thì anh muốn hỏi một điều như thế này nhé Vũ nha. Nếu như bên công an phường họ can thiệp, họ cưỡng chế chủ nhà rời khỏi cái căn nhà đó, thì đối với bà cô mà em nói đó, em có tiếp tục cái câu chuyện pháp lý với bà này không? Bởi vì anh thấy là tiền là bà ấy chưa trả cho em, trường hợp em lấy lại cái căn nhà, em có tiếp tục làm cái câu chuyện pháp lý với bà cô kia không? Dạ, vẫn có, bởi vì cộng đồng mạng đều mong là như vậy. Anh Ngọc nghĩ sao, anh có thể thay mặt chia sẻ được? Anh bây giờ cái trước mắt này mình giải quyết đấy, vừa giờ là mình nhờ luật sư rồi nhờ báo chí can thiệp vào. Khi mà báo chí can thiệp vào rồi thì bây giờ lên chính quyền địa phương, mình đã đưa đơn chính quyền địa phương rồi. Cái đầu tiên nhất là mình căn là để mình lấy lại căn nhà cho cháu, là cái người xâm nhập vô gia cư mình trái phép thì là phải trục xuất ra ngoài để trả lại căn nhà cho cháu, bởi vì là anh đã hoàn tất hết cái hồ sơ giấy tờ của cháu là hợp pháp rồi. Đó, gói di chúc đã mở rồi, thì là tất cả cháu hợp pháp rồi. Cái đầu tiên nhất là mình đợi chính quyền địa phương can thiệp vào lấy lại căn nhà cho cháu để cháu về ở. Còn sau này về cái phần mà từ ngày mẹ cháu mất, cô Vân này cô ấy đến, cô ấy dùng căn nhà đó cô cho thuê, thì cô làm gì thì cô phải muốn làm gì thì cô vẫn phải hoàn lại cái tiền thuê nhà mà ngày xưa mẹ cháu đã còn sống mẹ cháu cho thuê đó. Rồi cái tiền cháu đi làm 2 năm trời cô chưa trả hết cho cháu là cô cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái tiền đó. Căn cước của cháu cô giữ, của cháu cô cũng phải chịu pháp luật trước. Một cái điều mà anh vừa nói khẳng định là cô Vân vẫn đang giữ căn cước của em. Dạ đúng rồi. Bà đang, vậy là bà ấy đang giữ trái phép cái giấy tờ tùy thân của người khác. Cái này hoàn toàn em còn có thể làm một lá đơn nữa. Bây giờ em nên làm cái đó, ở đây bọn anh không xui nhá. Giấy tờ tùy thân của em không ai có quyền giữ cả, em có quyền làm, và cơ quan chức năng họ sẽ truy tìm theo số điện thoại, theo địa chỉ của bà Vân thì mời bà ấy lên làm việc. Thế thì bà ấy làm cái chứng minh thư của em. Cái này á, là anh sẽ đi từng bước một. Trước mắt là lấy căn nhà cho em đã, em có căn nhà để em ở, để em yên tâm em đi làm đó. Cái thứ hai bắt đầu là mình mới kiện đến bà về tất cả những cái gì quyền lợi của mình, thì là bà phải chịu trách nhiệm với mình, để anh đi từng bước một. Có một cái điều mà có lẽ là bây giờ em muốn hỏi anh Ngọc là từ bữa đến giờ cứ quên đi không hỏi. Nếu như bà Vân đang giữ chứng minh thư của Vũ, liệu các anh hay Vũ có nghĩ đến một cái kịch bản là bà ấy giữ cái chứng minh của Vũ rồi bà ấy từ cái đó bà ấy có thể bán cái căn nhà này được không? Nó có số chứng minh thư nha anh. Anh cũng có đó, cái này là anh cũng đặt giả thiết đó. Bởi vì sao sau khi mà bà kêu em Vũ là về bắt xe về để làm căn cước, khi mà Vũ làm căn cước thì đến ngày hẹn thì Vũ lên lấy thì người ta nói là đưa trả về khu phố, về khu phố thì nói là bà đã lấy rồi. Thế thì anh có nghĩ là bà sẽ có khi là bà dùng cái mục đích là căn cước của em Vũ để mà bà giả để mà mua trên giấy tờ mua bán. Nhưng mà cái này thì có hay không thì bây giờ đợi pháp luật. Không, mình chỉ có là giả thiết thôi. Giả thiết thôi. Mình đúng rồi. Mình có quyền đó, người ta như thế nào biết. Nhưng mà có một cái thông tin này hiện tại bây giờ rất là thắc mắc. Em Vũ cái vào mà đã đưa trình bày tất cả những cái giấy tờ photo lên phường. Thì em có thể yêu cầu là phường giúp đỡ, tại vì rất nhiều của chúng chị là em là giống như là hiện tại giờ đang mồ côi. Cho nên là rất ưu tiên cho cái vấn đề đó. Nhất là cái hại mất nhà. Thì bây giờ là tất cả cộng bạn đang là quan tâm em có nhờ chính quyền địa phương gần nhất để tới hỗ trợ cho em gặp chủ nhà trực tiếp vào nhà luôn. Em có làm đơn không? Dạ có, em có nói nhưng mà dưới phía công an người ta nói em đã là người ta sẽ bây giờ người ta đã tiếp nhận hồ sơ của em rồi, người ta đi xác minh xong sau đó người ta sẽ chọn một ngày đó người ta trực tiếp liên lạc với em á, là hẹn em với chủ nhà gặp mặt, là cả hai bên đối chất luôn. Đó là một tin này là nói chung là. Nhưng mà em có đọc tờ báo hôm nay không? Tờ báo hôm nay có biết là đến thời điểm hiện tại là chủ nhà vẫn chưa cung cấp được giấy tờ mua bán, giấy tờ của căn nhà này. Tức là cái người mà gọi là chủ nhà nhưng chính thức là cái người đi đang ở trong cái nhà. Để xong cái nhà báo có thể được cái xác nhận không? Có. Nhà báo đã cái nhà xác nhận luôn mà không? Trên báo là đã xác nhận là chỉ huy công an của Hiệp Thành đã xác nhận địa phương thôi. Địa phương xác nhận là chưa có cái giấy tờ từ cái nhà người đang ở trong cái căn nhà là em cũng không có giấy tờ nữa, không có giấy tờ cũng đó là một cái điều rất là tốt. Đó cả bạn cho lại có anh em có câu hỏi nào muốn chia sẻ thì anh Ngọc chia sẻ tiếp. Ngọc với em Vũ này hỏi là chủ nhà là bây giờ có thấy hợp tác với hai chú cháu phải không ạ? Chú thì nói với cháu là này từ ngày mình làm đơn ra từ chỗ mà các cháu nó về mà gặp chủ nhà ra phường làm việc thì từ ngày đó là chưa một lần nào mà trực tiếp để gặp cái người đang ở trong nhà mình. Chủ nhà vẫn không dám đối mặt, không có đối mặt. Khi ra phường thì phường hẹn ngày hôm sau cháu lên cũng không có mặt, và đến bây giờ cũng không có mặt. Và nhiều tôi nghĩ là chắc là có bất gì đó nên là không dám gặp chú để gặp một lời. Chú cũng nghĩ là nó có như chuyện đó đó, bởi vì là em Vũ nhiều lần lên đây, cũng có những lần lên đây gõ cửa rồi người ta cũng không mở cửa để mà em Vũ gặp. Vậy là hôm nay thì nói chung ra là tất cả nền YouTube đang ở đây có mặt tại ngôi nhà của em Vũ, lúc nào cũng bảo vệ em Vũ cả, và tất cả cộng mạng là cũng yêu thương em Vũ và che chở cho em Vũ. Thì hôm nay là một cái thông tin rất là vui từ chú Ngọc và em Vũ từ bên công an phường về, và cũng đã đóng thế đó. Từ cái tên là mẹ Vũ đến tên, đúng không? Có một cái giấy biên lai mà đóng thế đất này á, là rất là lợi tiện lợi cho mình. Làm chứ là Vũ cho anh hỏi là từ khi mà cái ngày mà mình đến ngôi nhà đến bây giờ là em có thường xuyên tới lui không? Em vẫn thường xuyên tới luôn, em coi tình hình nhà cửa như thế nào, nhưng mà gần như là chủ nhà em thấy là đóng cửa suốt này. Là chắc là mỗi ngày em cũng được ở đây nha. Tại vì cũng có nhiều cô chú anh chị giả người ta nói nếu mà mình đã xác định là nhận mình tại sao mình không chịu tới, để thứ nhất là để mà có cái cơ hội đó gặp được cái người bên trong để nói chuyện. Thì hôm nay nhưng mà chắc là hàng ngày là em đều lên đó thì anh với cháu thì thời gian này đi làm giấy tờ hồ sơ thì cũng gần đây là ngày nào anh cũng chở cháu đến. Và có những ngày anh cùng cho cháu đến gõ cửa để cháu gọi để xem chủ nhà có ra không. Nếu mà chủ nhà ra thì anh cũng sẽ tiếp cận cùng với cháu, nhưng mà chủ nhà ta không có mở cửa em ạ. Là nói chung là mình đều Hàng ngày hầu như là ngày nào cũng chạy qua đây mấy lần. Bây giờ hồ sơ cơ quan chức năng đang làm việc, cho nên mình chẳng qua là mình đến đây để thăm dò ngôi nhà mình thế thôi, cho mình đúng được, mình đọc có từ gì phát triển của chị cả. Đúng rồi, khi mình nếu như mà mình đến thì phải có công an hỗ trợ thì mình mới vào bên trong được. Không, cái đó thì đúng, nói chung mình phải thượng tôn pháp luật, nhưng mà cái vấn đề là nhà của mình phải giám sát, đó là đấy. Như là em cũng nói rồi, cơ quan người ta cũng hẹn là một ngày gần nhất và sắp xếp là cho hai bên cùng nhau đối chất, đúng không? Dạ. Đó thì nhưng mà thì ngày hôm nay là nghe em cũng như là chú đây chia sẻ thì đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng, tín hiệu vui, và khả năng là rất là cao để mà lấy lại cái nhất là cái tài sản của căn nhà mà nó bản nhiên là phải thuộc về em chủ. Đúng rồi. P3 của cô Vân bây giờ hiện tại là quá mấy rồi hả chú? Nói chung anh lâu nay là anh không có gọi điện cho cô Vân, bởi vì anh từ trước giờ anh gọi điện cho cô Vân là cô toàn bị cô chửi và cô nói việc của gia đình nhà cô để cô giải quyết, cho nên là anh không có gọi và anh không có liên lạc. Bây giờ chủ cho anh hỏi một câu, nếu như mà em lấy lại được cái căn nhà ha, lấy lại được căn nhà thuộc về em thì còn cái phần của người cô đó, của dân đó thì em để suy nghĩ về phải là nếu như mà cơ quan chức năng bắt bả hay là bắt qua cái chuyện hình sự, ví dụ như là phòng lao lý đi, thì lúc đó là em nghĩ như thế nào, em cảm thấy như vậy là xứng đáng hay là không? Em nghĩ nếu mà cơ quan pháp luật đã làm tới mức đó thì em nghĩ cái đó là hoàn toàn xứng đáng, là những gì mà mình làm là mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và em có lay động và cái ý chí, cái tinh thần của mình là vụ bà này phải chịu trách nhiệm và phải trả giá như những điều mà làm đối với em không? Dạ, cái đó thì em nghĩ đó là điều bắt buộc, chứ nếu mà nói như lay động là như còn mình nghĩ cô cháu rồi nữa thì em nghĩ đó là không còn cái ấy luôn á, mình phải gọi là rõ ràng cẩn thận cái đó em nghĩ là bà bên này bà nghĩ là em Vũ này là mẹ tình cô cháu. Mình đang nghĩ đúng rồi, nên là bà đang thách thức đó, bà nghĩ em là mẹ tình cô. Rồi từ khi mà cái sự việc bùng nổ tới bây giờ chú là bà cô đó còn liên hệ cho mình đâu? Không cháu ạ, bởi vì từ khi mà cô lên trên cộng đồng mạng cô chửi thì cô không có liên hệ. Có duy nhất một lần là em Vũ sau cái đợt đó thì em Vũ có nhắn tin là cô gửi tiền, cái số tiền 2 năm cháu làm mà cô gửi cho cháu để cháu lấy tiền chi xài. Thì gần đây nhất thì là cô ấy nhắn tin là tao gửi cho mày 2 triệu trước, còn bao nhiêu 10 ngày nữa tao trả. Nhưng đến hôm nay là cũng 10 ngày rồi đó. Nhưng mà anh cũng nói cháu là cứ để đó đi, xem cô tự cô giải quyết thế nào. Bởi vì bây giờ mình đã nhờ đến công an pháp luật rồi. Vậy là cách đây 10 ngày là em Vũ có nhắn tin qua lại với người cô này. Đúng rồi. Dạ, có qua lại vì cái số tiền mà trước đây em Vũ làm 2 năm. Dạ. Mà cộng đồng mạng cũng đã biết là 2 năm đó là cô lấy hết. Đó. Rồi khi nào em cần thì cô mới nói là cô gọi cho em, nhưng mà đến giờ là chưa gửi đồng nào. Có, rồi có. Được một nửa rồi. Rồi, một nửa rồi. Vậy là trong vòng 10 ngày nay thì cô này vẫn xuất hiện để nhắn tin qua lại với em Vũ với chú chị. Thì các bạn này hiện tại bây giờ cộng đồng mạng đã quan tâm là em Vũ lấy ngôi nhà lại nhanh nhất và sớm nhất. Và người cha nuôi của em Vũ này cũng rất là mệt mỏi. Nói chung là nhìn cái hình ảnh của anh sáng giờ mà đến nỗi mà giờ này là gần 1 giờ mà anh Ngọc chưa ăn uống gì với chú chị, cho nên anh cũng dán, anh cũng cái cụm cáp, cho nên rất là thương luôn. Mà quan trọng nhất là cái vấn đề này, cái người mà cái luật sư á, mà giữa anh Ngọc và anh Vũ á, đang thuê đó, thì cũng chia sẻ một chút việc quá trình là làm giấy tờ để hướng dẫn cái quy trình cái nào đúng lý đúng luật pháp nhất để cho mình đi đưa đơn lên phường, hay là mình mướn luật sư này để đưa thư kiện lên tòa. Chia sẻ chứ. Cái này trước mắt ấy, thì là luật sư đã cùng với mình để mà giải quyết cái hướng để giải quyết, bàn bạc cùng với mình cái hướng để giải quyết để mình đi từng bước một, như là một bên là mình đi báo, một bên thì là mình đưa đơn thưa, thì là mình cứ đi song song với nhau đó. Còn khi nào mà nếu mà phải ra tòa thư kiện thì lúc đó thì hai bên giữa mình với luật sư sẽ ký một cái hợp đồng mà để thuê luật sư. Thì là cái giá đó, tiền đó thì lúc trước anh cũng đã nói rồi cho cộng đồng mạng biết rồi. Thì em cũng nhắc lại một lần nữa, thưa quý ông bà, các bác, anh chị và các bạn trong ngoài nước, thì anh Ngọc cũng đã chia sẻ là mướn luật sư này là để hướng dẫn làm thủ tục giấy tờ, chứ không phải hướng luật sư này để đưa kiện ra tòa. Nó là hai cái khác nhau nha quý vị và các chị. Cho nên là cái người mà mình, người thường mình á, vậy lúc mình làm những cái giấy tờ mình không có thành, cho nên cần giải quyết là luật sư can thiệp vào. Cái này chắc là phải để cho anh Ngọc xác nhận lại một chút. Cái này em vừa rồi em lại hơi hiểu sai ý anh rồi. Cái này anh đã thuê luật sư, là khi mà mình bàn bạc với luật sư thì thống nhất với nhau. Thống nhất với nhau là bước đầu tiên là luật sư gia sư cho mình, cùng với mình bàn bạc và cùng với mình làm các thủ tục nào cần thiết bước đầu. Khi mà khởi kiện ra tòa thì lúc đó thì giữa mình với luật sư sẽ có một cái lá đơn để mà ràng buộc nhau, cam kết với nhau để mà lấy lại quyền lợi cho em Vũ ở trước tòa. Và cuối cùng nữa, tại em cũng xin phép là giờ này anh Ngọc cũng quá mệt rồi quý cô chú anh chị, thì bây giờ nè Vũ với chú Ngọc cho hỏi câu nữa là mình cảm nghĩ gì khi mà mình có ngôi nhà mà mình chẳng hạn như Vũ bây giờ là hình ảnh ông bà mà không có chỗ nơi thờ cúng cho nó ổn định á, thì đối với Vũ thì Vũ cảm giác như thế nào? Và cái nguyện vọng của Vũ như nào là thấy cái đó? Dạ, hiện tại là em thấy là bức xúc vì chuyện như là căn nhà là của mình và là ông bà để lại mình là chủ nhà nhưng mà không mở được, là một phần cái đó là em bức xúc về chuyện đó. Thứ hai nữa là ông bà để lại căn nhà này cũng là về sau khi mà em lớn là có gia đình hay không á, thì căn nhà này em sẽ để em đặt là như là thờ cúng ông bà cha mẹ. Cái nguyện vọng của em cuối cùng là chỉ nguyện vọng của Vũ và nguyện vọng của ông bà Vũ khi mà để lại cho Vũ là cũng là như vậy. Đúng, chính xác rồi. Thì qua đây thì anh cũng cảm ơn em, các em đã đưa thông tin cho cộng đồng mạng biết. Anh cũng cảm ơn là tất cả cộng đồng mạng, các mạnh thường quân, sư cô, mọi người đều quan tâm và giúp đỡ đến em. Mỗi người chung tay một chút để em có cái kinh phí để mà lấy lại căn nhà cho em theo đúng nguyện vọng của ông để lại cho em. Anh xin cảm ơn rất nhiều. Thực ra thì trước khi có cái video không là tất cả mọi người cũng có cảm vì là thì có lẽ là em mình cũng kéo nói như là trải qua rất nhiều việc thì rất mong mọi người thông cảm cho những cái cảm xúc và với những gì nó đang diễn ra thì mọi người như là các anh em các bác tài các chị đã biết đến cái sự việc như thế này thì hy vọng là mọi người sẽ kiên trì theo dõi kênh của các anh em này, theo dõi tiến trình những sự việc mà bản thân anh Ngọc sẽ chia sẻ như là em. Bản thân mình chỉ mong muốn là mọi người sẽ có những cái kiên nhẫn trong cái câu chuyện, bởi vì có lẽ là nhờ tới cơ quan chức năng thì sự việc nó sẽ còn rất lâu. Các anh em có chia sẻ gì nữa với anh Vũ với Ngọc không? Nếu mà mọi người không có chiều nay là mình còn một buổi làm việc nữa đúng không anh? Chiều nay mình còn buổi làm việc đó là việc gì anh xíu luôn là chiều hôm nay thì mình chỉ hoàn tất về cái đóng thuế đất thôi em ạ. Thì thông tin từ chú Ngọc và em Vũ vừa rồi thì cũng giúp cho tất cả mọi người cũng yên tâm hơn trong cái sự việc mà đi tìm lại công bằng cho em Vũ. Thì rất là cảm ơn tất cả anh chị đã quan tâm theo dõi. Anh chị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Mình xin chào và hẹn gặp lại ạ.